Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh nhất lai hướng nhất lai quả, cho đến tánh Như Lai là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh nhất lai hướng nhất lai quả, tức là cái không của tánh nhất lai hướng nhất lai quả, cho đến tánh Như Lai, tức là cái không của tánh Như Lai, thiện hiện như tánh của danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện vì tánh danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết, tức là cái không của tánh danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết. Thiện hiện như tánh của vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tánh của vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi là vô trụ, vô bất trụ. Vì sao? Thiện hiện vì tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, tức là cái không của tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi. Thiện hiện do vì duyên này, đại thừa như vậy, tuy hoàn toàn không có chỗ trụ, nhưng trụ vô sở trụ. Lại nữa, thiện hiện, ngươi hỏi ai là người lại nương vào đại thừa ấy mà xuất hiện? Thiện hiện, hoàn toàn không có ai nương vào đại thừa ấy mà xuất hiện. Vì sao? Hoặc chỗ đẻ nương và người nương do lẽ này, vì lẽ này mà chỗ xuất hiện, chỗ đi đến, lúc xuất hiện, lúc đi đến, tất cả điều ấy đều không có sở hữu hoàn toàn, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện hiện, vì tất cả pháp đều không có sở hữu hoàn toàn, chẳng thể nắm bắt được, rốt ráo thanh tịnh. Thì như vậy tại sao có thể nói là có chỗ đẻ nương, người nương, có sự xuất hiện, sự đi đến, và lúc xuất hiện, lúc đi đến? Thiện hiện nên biết ngã không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết chân như không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, định pháp, trụ pháp, bổn vô, thật tế, không có sở hữu, nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sắc không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, thọ tưởng hành thức không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn xứ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, nhĩ tĩ thể thân ý xứ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, sắc xứ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, thanh hương vị xúc pháp xứ không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhãn giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, nhĩ giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được, kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, tỷ giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, thiệt giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, thân giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, ý giới không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu nên chẳng thể nắm bắt được. Kẻ nương vào đại thừa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Hết quyển thứ 5 năm.